Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 12, môn hóa học. Hôm nay, thầy sẽ cố gắng mang đến cho các em một bài học thật bổ ích và thú vị. Minh chứng cho điều này, ngay bây giờ mời các em cùng xem video sau đây. Vũ trụ ra đời không biết từ bao giờ. Có thể trước khi trái đất tồn tại, các ngôi sao chói sáng đã hợp nhất các nguyên tử thành sắt và carbon. Trải qua vô số vụ nổ vũ trụ và tái sinh, những vật liệu này lao vào các tiểu hành tinh và các hành tinh khác. Cuối cùng, đá và kim loại đó đã hình thành trái đất, nơi sinh ra loài người chúng ta. Trải qua hàng thiên niên kỷ, tổ tiên của chúng ta đã biết chế tạo vật liệu sắt. Ban đầu, sắt được dùng để chế tạo các công cụ lao động và đặc biệt là làm vũ khí trong chiến tranh. Trong hàng thế kỷ sau đó, hình ảnh người lính mang thanh gươm sắt là bách chiến bất bại. Và sau này, hàng loạt các loại vũ khí hủy diệt sử dụng nguyên liệu từ sắt ra đời. Trong hai cuộc đại chiến của thế giới ở thế kỷ 20, sắt được sử dụng trong các loại bom, vỏ đạn, đã giết chết hàng triệu sinh mạng và gần như san phẳng toàn bộ các thành phố và thị tứ. Cùng với thời gian, con người đã khám phá ra những cách tốt hơn để sử dụng sắt từ chính trái đất, và cuối cùng để nung chảy biến nó thành thép. Khi những tiến bộ quan trọng trong chế tác công cụ và xây dựng thể hiện một trong những bước nhảy vọt to lớn nhất trong lịch sử thế giới văn minh, sắt có thể được đúc, chế tạo máy và hàng thành vô số dạng, khiến nó là kim loại đa năng nhất, từ những chiếc cầu đồ sộ, nhà chọc trời, tàu chở container cho đến xe hơi, vân vân. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, khó tìm thấy kim loại nào khác mà lịch sử nền văn minh nhân loại lại gắn bó mật thiết với nó đến thế. Như vậy, đoạn video vừa rồi đã cung cấp cho các em một số thông tin về sự hiện diện của nguyên tố sắt trong cuộc sống của chúng ta. Và có thể khẳng định rằng sắt là nguyên tố quan trọng bậc nhất đối với cuộc sống của con người trên hành tinh này. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về nó. Bài 31, sắt là bài học đầu tiên trong chương 7, sắt và một số kim loại quan trọng, thuộc sách giáo khoa 12 cơ bản. Nội dung bài học hôm nay gồm 1. Vị trí cấu tạo nguyên tử, 2. Tính chất vật lý, 3. Tính chất hóa học, 4. Trạng thái tự nhiên. Với những nội dung này, mục tiêu đặt ra cho các em là về kiến thức, nêu được vị trí, đặc điểm cấu tạo nguyên tử sắt, nêu được một số tính chất vật lý của sắt, nêu được tính chất hóa học của sắt và nêu được trạng thái tự nhiên của sắt. Về kỹ năng, quan sát video, hình ảnh để rút ra nhận xét, dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của sắt, viết các phương trình hóa học minh họa tính khử của sắt và giải được các bài tập liên quan đến sắt. Với những mục tiêu như vậy, bây giờ chúng ta cùng vào nội dung đầu tiên của bài học. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu tạo nguyên tử. Các biết không, sắt là tên thường gọi xuất hiện ở Việt Nam ta từ lâu đời. Tên khoa học của nó là ferrum, cho nên ký hiệu hóa học của nó là Fe. Và sắt ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn? Mời các em cùng nhìn lên màn hình. Fe là nguyên tố nằm trong đường tròn màu xanh này, và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy số thứ tự ô của nó là 26, và ở đây là chu kỳ của nó là chu kỳ 4, và nhìn lên trên thì đây là số thứ tự nhóm của nó là 8B. Như vậy, ý đầu tiên mà các em cần phải nhớ đó là sắt ở ô số 26, chu kỳ 4, nhóm 8B của bảng tuần hoàn. Trong ô nguyên tố này còn có một số thông tin quan trọng, bây giờ các em cùng xem. Đây là nguyên tử khối trung bình của sắt 55,85. Đây là độ âm điện của sắt 1,83. Và đặc biệt, đây là cấu hình electron thu gọn của sắt và hai mức oxy hóa thường gặp của sắt. Tại sao sắt có mức oxy hóa như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Với 26E ở lớp vỏ, lần lượt được phân bố vào các phân lớp 1S phân bố 2A, 2S phân bố 2A, 2B phân bố 6A là tối đa,
3x phân bố 2a, 3b phân bố 6a, tới đây là 18a. Tiếp theo, chúng ta phân bố vào phân lớp 4x2a, sau đó phân bố vào 3d 6a. Tại sao như vậy? Bởi vì phân lớp 4x này có mức năng lượng thấp hơn phân lớp 3d, cho nên chúng ta phân bố a vào 4x trước và 3d sau. Và cấu hình thu gọn của xét được viết lại là ạc gông 3d6 x2. Chúng ta thay toàn bộ từ 1x2 đến 3b6 này là cấu hình của khí ạc gông. Trong cấu hình này thì các em chú ý đến hai cái phân lớp 3d và 4x, nó có chứa các electron quá trị, tức là những electron tham gia liên kết hóa học. Vậy với cấu hình này thì trong phản ứng hóa học xét có thể nhường bao nhiêu a? Đầu tiên thì xét có thể nhường đi 2a ở lớp ngoài cùng, ở cái phân lớp 4x này thì lớp ngoài cùng tạo thành ion xét 2 với cấu hình là ạc gông 3d6. Thì với cấu hình ạc gông 3d6 này thì phân lớp d vẫn chưa đạt đến trạng thái bền. Trạng thái bền của d là d10 bão hòa hoặc là d5 bán bão hòa. Như vậy khi đấy xét tiếp tục có thể nhường thêm một a nữa ở phân lớp d. Vậy tổng cộng nó có thể nhường 3 a trong phở ấn để tạo thành ion xét 3 với cấu hình là ạc gông 3d5. Và đây là hai xu hướng chủ yếu trong phở ấn hóa học. Vì vậy trong hợp chất xét thường thể hiện số oxy hóa là cộng 2 và cộng 3. Như lúc đầu thầy chia sẻ, xét là nguyên tố quan trọng bậc nhất trong chúng ta. Tại sao như vậy? Mời các em cùng theo dõi video tiếp theo. Xét ở trạng thái rắn có màu trắng hơi xám, là một kim loại nặng với khối lượng riêng 7,9 gram trên cm khối. Nóng chảy ở 1540 độ C, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm. Xét nguyên chất tương đối mềm, dẻo, dễ rèn, dễ cán mỏng và kéo sợi. Hiện nay, xét là kim loại được sử dụng nhiều nhất, chiếm khoảng 95% tổng khối lượng kim loại được sản xuất trên toàn thế giới. Sự kết hợp của giá thành thấp và các đặc tính tốt về chịu lực, độ dẻo, độ cứng làm cho nó trở thành không thể thay thế được. Vậy, cái gì đã mang đến cho xét các đặc tính tốt đó? Câu trả lời nằm ở kích cỡ của các hạt trong cấu trúc tinh thể của xét. Xét có cấu trúc tinh thể hình lập phương, gồm nhiều hạt sắp thẳng theo những chiều khác nhau. Ranh giới giữa những hạt này có thể tạo ra các khuyết tật làm suy yếu xét. Tuy nhiên, khi xử lý xét ở nhiệt độ cao, như cách mà người ta làm trong các xưởng rèn, làm cho những hạt đó nhỏ lại, đưa đến một cấu trúc nhất quán hơn và tạo ra kim loại bền hơn và dẻo hơn. Đặc biệt, khi đặt xét trong từ trường thì nó bị nhiễm từ, trở thành một nam châm, nên người ta dùng xét nâu chứa dưới 0,5% carbon để làm lõi của nam châm điện, là dụng cụ tạo ra từ trường với nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Đoạn video vừa rồi đã cung cấp cho các em một số đặc tính vật lý quan trọng của xét, mà nhờ đó xét trở nên quan trọng bậc nhất trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ chốt lại cho các em một số kiến thức quan trọng ở trong phần này. Đầu tiên các em quan sát hình ảnh xét ở trạng thái rắn và có màu trắng hơi xám. Về khối lượng riêng thì chúng ta cũng không cần phải nhớ 7,9 gram trên cm khối, mà chúng ta chỉ cần để ý rằng xét là kim loại nặng. Về nhiệt độ nóng chảy thì 1540 độ C thì có thể không nhớ con số này, nhưng chúng ta nhớ rằng là nhiệt độ nóng chảy nó cao. Hai là xét là kim loại khó nóng chảy. Khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, cái này thực tế chúng ta biết, nhưng mà nó kém hơn nhôm. Đấy. Tương đối mềm. Đấy là xét nguyên chất. Đây đặc tính này khi mà có carbon thì cái độ cứng của xét tăng lên hàng ngàn lần. Do vậy mà người ta tạo ra hai hợp kim quan trọng của xét là thép và gan, được sử dụng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó thì xét cũng dẻo, biểu hiện của nó là dễ rèn, dễ cán mảm và có thể kéo sợi. Và đặc biệt quan trọng, xét có tính nhiễm từ. Cái tính chất này thì trong video thầy có đề cập, nó được sử dụng trong một số vấn đề trong cuộc sống. Bên cạnh những ưu điểm như vậy, việc sử dụng xét trong cuộc sống có những hạn chế gì và tại sao
Thầy mời các em cùng đi vào nội dung số 3 của bài học. Tính chất hóa học. Để biết được tính khử của sắt mức độ nào thì chúng ta cần phải dựa vào giải điện hóa của kim loại. Trên màn hình là giải điện hóa của kim loại. Yêu cầu là dựa vào vị trí trong giải điện hóa, em hãy rút ra nhận xét về tính khử của Fe. Thế thì trên giải điện hóa này chúng ta chú ý giải đơn chất từ kali cho đến vàng thì tính khử của nó là giảm dần. Và thầy chia cái giải điện hóa này thành 3 nhóm. Từ kali đến kẽm là nhóm gồm những kim loại có tính khử mạnh mà phần lớn chúng ta đã được học ở những bài trước. Nhóm sau từ đồng cho đến vàng này là nhóm có tính khử yếu. Còn nhóm giữa này từ sắt, o quang đến niken, thiết, chì thì nhóm có tính khử trung bình. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận sắt là kim loại có tính khử trung bình. Với tính khử trung bình này thì khi nào sắt thể hiện số oxy hóa cộng 2 và khi nào thì thể hiện số oxy hóa cộng 3? Đó là khi sắt phản với các chất oxy hóa yếu hoặc trung bình thì nó thể hiện số oxy hóa cộng 2, tức là tạo thành hợp chất sắt 2. Với những cái chất oxy hóa yếu hoặc trung bình thường gặp là lưu huỳnh, ion hắc cạn, ion kim loại sao sắt, vân vân. Và khi sắt phản với chất oxy hóa mạnh thì nó sẽ thể hiện số oxy hóa cộng 3, tức là tạo thành hợp chất sắt 3. Với chất oxy hóa mạnh thường gặp là clo, các dung dịch HNO3, H4 đặc nắm, bạc nitrat dư, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi khảo sát phản của sắt với một số chất tiêu biểu. Đầu tiên là tác dụng với phi kim, điển hình là lưu huỳnh, clo và oxy. Bây giờ mời các em xem video thí nghiệm sau này. Hỗn hợp bột sắt lưu huỳnh được trộn đều. Ta đốt nắm một đầu đoạn sắt. Sau đó đưa nhanh đầu này vào hỗn hợp phản ứng thì thấy phản ứng cháy mạnh. Và nếu để nguội thì sản phẩm là chất rắn màu đen. Vậy chất rắn màu đen trong thí nghiệm đây là gì? Đó là hợp chất sắt 2 sunfua, sản phẩm phản ứng giữa sắt và lưu huỳnh theo phương trình hóa học là. Ở trong phản ứng này thì sắt đã bị oxy hóa thành mức cộng 2 và hợp chất sắt 2 sunfua có màu đen. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ xem phản ứng tiếp theo. Đây là bình đựng khí clo. Ta đốt chùm sợi sắt nhỏ trong không khí. Sau đó đưa nhanh vào bình đựng khí clo. Chúng ta nhận thấy rằng chùm sợi sắt đấy cháy sáng hơn, mạnh hơn và sinh ra khói màu nâu. Vậy khói màu nâu trong thí nghiệm đó là gì? Đó chính là muối sắt bạc clorua, sản phẩm được tạo thành trong phản giữa sắt và khí clo. Và trong phản này thì sắt đã bị oxy hóa thành sắt cộng 3 và hợp chất sắt 3 clorua này có màu nâu đỏ. Tiếp theo nữa, chúng ta cùng xem phản. Đây là bình đựng khí oxy. Người ta cũng đốt chùm sợi sắt nhỏ ngoài không khí. Sợi sắt nắm đỏ. Bây giờ đưa vào bình đựng khí oxy thì nó cháy sáng mạnh hơn và nó bắn ra những hạt chất rắn màu trắng. Và bình đã được làm lạnh bằng nước để tránh vỡ bình. Vài chất rắn bắn vào thành bình đấy là gì? Đó chính là oxit sắt từ, sản phẩm phản ứng giữa sắt và oxy. Thế Fe3O4 này là một tinh thể ion
gồm một ion sắt 2, hai ion sắt 3 liên kết với 4 ion O2 trừ. Và ở đây cộng 8/3 là số oxy hóa trung bình tính từ một sắt 2 và hai sắt 3 này mà có được. Thì với khả năng phản oxy, đặc biệt là có mặt hơi nước, thì dẫn đến một hiện tượng mà chúng ta đã được học ở chương đại cương kim loại, đó là hiện tượng ăn mòn kim loại. Thì sắt ở trong gang thép dễ bị gãy bởi sự ăn mòn điện hóa là chủ yếu theo cái phương trình chung mà chúng ta cũng đã được học. Đây là một cái hạn chế lớn trong quá trình sử dụng sắt trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phản giữa sắt với các axit. Đầu tiên là với dung dịch HCl và H4 loãng. Chúng ta cùng theo dõi thí nghiệm sau đây. Bột sắt đã được lấy vào ống nghiệm. Bây giờ chúng ta nhỏ dung dịch axit clorhydric vào ống nghiệm. Hiện tượng gì sẽ xảy ra? Có hiện tượng suối bọt khí mạnh trong ống nghiệm. Dùng nút cao su để đầy ống nghiệm, giữ khí không thoát ra khỏi ống nghiệm. Đưa đầu quay diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm. Quay diêm đã tắt. Rồi, trong thí nghiệm trên có thể xác định được khí sinh ra trong thí nghiệm đó là khí hydro. Và sắt đã khởi ion hắt cạn của dung dịch HCl cũng như dung dịch H4 loãng thành khí hydro. Và trong các phản này, sắt bị oxy hóa thành ion sắt 2. Với phương trình hóa học là sắt phản với HCl tạo thành sắt 2 clorua và hydro. Sắt phản với H4 loãng tạo thành sắt 2 sunfat và hydro. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phản giữa sắt với dung dịch HNO3, H4 đạt nám. Chúng ta cùng theo dõi thí nghiệm. Một mẫu sắt trong cốc thủy tinh. Bây giờ chúng ta sẽ rót dung dịch HNO3 loãng vào. Chúng ta đã thấy bột khí không màu sủi lên. Và nó đã hóa nâu ngoài không khí. Phản xảy ra khá mạnh. Như vậy qua thí nghiệm đó, xác định được sắt có thể khử được HNO3 hoặc có thể khử được H4 đạt nám. Và trong các phản này, sắt bị oxy hóa thành ion sắt 3. Và có hai phương trình hóa học tiêu biểu. Sắt phản của H5O loãng. Và đặc biệt là dùng dư thì nó tạo thành muối sắt barnitrat, chủ yếu sinh khí NO, nước. Sắt phản của H4 đạt đúng nám thì tạo thành muối sắt 3 sunfat và chủ yếu tạo thành sản phẩm khử là SO2, nước. Với các axit thì chúng ta còn có lưu ý như sau. Sắt bị thụ động hóa bởi axit H5O đạt nguội hoặc H4 đạt nguội. Và với khả năng phản với axit dễ dàng thì sắt dễ bị phá hủy khi gặp mưa axit hoặc tiếp xúc với môi trường có pH thấp. Đây cũng là hạn chế trong quá trình sử dụng sắt trong cuộc sống. Chúng ta tiếp tục phản giữa sắt với dung dịch muối. Để xem xét phản giữa sắt với dung dịch muối, chúng ta cần khảo sát trên dải điện hóa. Và theo quy luật trên dải điện hóa, chúng ta đã biết sắt có thể khử được ion kim loại đứng sau nó theo quy tắc alpha. Như vậy thì chúng ta đi đến lưu ý trong dung dịch sắt thường bị oxy hóa bởi ion kim loại sau nó trong dải điện hóa thành ion sắt 2 và minh họa bằng một thí nghiệm sau đây. Dung dịch lòng sunfat được lấy vào hai ống nghiệm AB, một ống để làm thí nghiệm và một ống để đấu chứng. Đinh sắt được đánh sạch, thả nhẹ vào trong ống A. Sau 20 phút thì chúng ta lấy từ từ đinh sắt ra khỏi ống A. Bây giờ đối chứng với đinh sắt còn lại thì chúng ta có thể nhận thấy trên đinh sắt nhúng vào dịch xuất hiện lớp chất rắn màu đỏ.
lấy dung dịch trong ống A để so sánh với ống B thì chúng ta thấy rằng dung dịch trong ống A nhạt đi và hiện tượng xảy ra là do đâu? Đó là khi ngâm bên xác và dịch muối đồng xuất phát có sự trao đổi A giữa xác và muối đồng, ion đồng 2 đã nhận A thành đồng bám lên bên xác, nguyên tử xác đã nhường A và tạo thành muối xác 2 tan vào dịch. Và như vậy nồng độ đồng hay cảm giảm, dung dịch sẽ nhạt màu và đồng bám lên đường xác, chúng ta thấy. Vậy phương trình hóa học lúc này viết là trong phẩm này thì xác đã khử đồng 2 thành đồng và đồng 2 đã oxy hóa xác thành xác 2. Chúng ta đã tìm hiểu xong phần tính chất hóa học. Với những tính chất hóa học và vật lý phong phú như vậy thì xác trong tự nhiên tồn tại ở dạng gì? Chúng ta cùng xem video sau đây. Xác chiếm khoảng 0,5% khối lượng vỏ trái đất, là nguyên tố phổ biến thứ tư trong lớp vỏ trái đất với 4 đồng vị bền. Xác tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất, trừ những thiên thạch rơi vào từ vũ trụ ở dạng xác tự do. Những quặng xác và khoáng chất của nó rất phong phú và phân bố rộng rãi, tiêu biểu là các quặng magnetic chứa Fe3O4, hematit đỏ chứa Fe2O3, hematit nâu chứa Fe2O3 ngậm nước, siderit chứa FeCO3 và pyrit chứa FeH2. Xác có vai trò rất cần thiết đối với mọi cơ thể sống, tuy hàm lượng xác trong cơ thể người là rất ít, chiếm khoảng 0,004% khối lượng cơ thể. Xác được phân bố ở nhiều loại tế bào, đặc biệt là hemoglobin của hồng cầu trong máu với chức năng vận chuyển oxy. Khi thiếu xác, cơ thể tạo ra ít hồng cầu hơn và chúng ta bị thiếu máu, nên cơ thể sẽ xanh xao, uể oải, suy nhược và khó thở. Ngoài việc bổ sung xác từ các loại thuốc tây, chúng ta cũng cần tăng cường từ các nguồn thức ăn giàu xác như gan, thịt đỏ, trứng, các loại đậu, mầm ngũ cốc, v.v. Tuy nhiên, việc hấp thụ quá nhiều xác gây ra những tổn thương ở đường tiêu hóa, gan. Vì thế, mọi người không nên lạm dụng các loại hình xác bổ sung, trừ trường hợp thiếu xác và phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Như vậy, đoạn video vừa rồi đã cung cấp cho các em một số thông tin về sự tồn tại của xác trong tự nhiên. Bây giờ thầy sẽ giúp các em chốt lại một số ý trong nội dung này. Đầu tiên là chúng ta lưu ý xác tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất với một số quặng quan trọng. Đó là quặng magnetic chứa Fe3O4, quặng hematit đỏ chứa Fe2O3, quặng hematit nâu chứa Fe2O3 ngậm nước, quặng siderit chứa FeCO3, quặng pyrit chứa Fe2. Trong đó, các quặng magnetic và hematit này thì được sử dụng để sản xuất gan và thép trong công nghiệp. Quặng pyrit thì được dùng để sản xuất SO2 trong cái quy trình sản xuất H2SO4 trong công nghiệp. Ý thứ hai, xác có trong hemoglobin của máu làm nhiệm vụ vận chuyển oxy. Và ở đây có một khuyến cáo là những người thiếu xác, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, thì ngoài việc là bổ sung từ thuốc thì chúng ta có thể bổ sung từ những cái thực phẩm chứa nhiều xác như là thịt đỏ, gan, trứng, các loại rau, đậu, hải sản, vân vân. Như vậy những nội dung chính của bài học chúng ta đã tìm hiểu xong. Bây giờ thầy sẽ lược lại những điểm chính của bài học để các em ghi nhớ sâu hơn. Xác với 4 nội dung quan trọng. Nội dung đầu tiên là vị trí cấu tạo, thì các em nhớ vị trí của nó như thế này. Ý thứ hai là cấu hình A nguyên tử. Ý thứ ba là số oxy hóa thường gặp trong hợp chất. Nội dung thứ hai là tính chất vật lý, có mấy ý như sau: màu trắng hơi xám, khối lượng riêng lớn là kim loại nặng, nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện dẫn nhiệt tốt nhưng kém nhôm, tương đối mềm, dẻo dễ ràng, cố tính nhiễm từ. Nội dung thứ ba là tính chất hóa học, có thể được tóm lược lại ba ý như sau: xác phản với các chất như lưu huỳnh, dung dịch HCl, dung dịch H4 loãng, dung dịch muối của kim loại sao xác thì nó sẽ tạo thành hợp chất xác 2.
Ý thứ hai là sát phẩm của các chất oxy hóa mạnh như clo, dung dịch H2O3, H4 đặc nóng và dung dịch bạc nitrat dương thì nó tạo muối sát bạc. Trường hợp đặc biệt là sát phẩm của oxy thì tạo ra chất có hóa trị 2 và 3, tức là Fe3O4. Nội dung thứ tư về trạng thái tự nhiên thì chúng ta chỉ cần nắm năm cái quạng này với những cái thành phần hóa học tương ứng của nó là được rồi. Để khắc sâu hơn kiến thức, thầy sẽ giúp em làm một số bài tập sau đây. Câu hỏi số 1, các số oxy hóa thường gặp của sắt là? Câu này rất là dễ ở mức độ nhận biết. Qua cái phần chốt lại kiến thức vừa rồi thì chúng ta nhớ rằng số oxy hóa của sắt thường gặp là cộng 2 và cộng 3. Như vậy đáp án của ta là đáp án C. Ta đến với câu hỏi số 2. Kim loại sắt không phản với dung dịch A. CuH4, B. HCl, C. ArnO3, D. AlCl3. Đây cũng là một câu hỏi ở mức độ nhận biết. Thì để trả lời câu này thì các em lại nhớ rằng thứ nhất với axit thì nó phản được dễ dàng qua thí nghiệm vừa rồi. Còn lại các muối thì chúng ta lưu ý một điều. Sắt có thể phản được với các muối kim loại yếu hơn nó. Như vậy trong ba kim loại đồng, bạc và nhôm thì nhôm là kim loại mạnh hơn nó, cho nên đương nhiên sắt không phải nguyên vẹn muối nhôm. Như vậy đáp án của câu này là đáp án D. Ta đến với câu hỏi số 3. Kim loại sắt phản với chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt 3? A. Dung dịch CuH4, B. Dung dịch HCl, C. Khí Cl2 và D là bột lưu huỳnh. Thì cái chỗ phần tóm tắt tính chất hóa học mới nãy thì em chỉ cần nhớ hai cái ý đầu đấy thì chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này. Đây cũng là một câu mức độ nhận biết. Về các phản thì thầy có thể viết lại cho các em nhớ. Những phản này thì chúng ta đã viết ở trong bài học rồi. Thế thì qua đây chúng ta dễ dàng thấy rằng là sát phản với khí clo thì tạo ra hợp chất sắt 3. Như vậy đáp án của câu này là đáp án C. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 4. Ngâm một đinh sắt vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian, lấy đinh sắt ra làm khô rồi đem căng thì khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gram. Giả sử CO sinh ra đều bám vào đinh sắt, khối lượng gram sắt đã bị hòa tan là? Đáp án như trên màn hình. Thì để giải quyết được bài này, các em cần nhớ lại cái thí nghiệm mà chúng ta đã xem vừa rồi. Và đây là hình ảnh khi ngâm đinh sắt vào dung dịch muối đồng sunfat. Phản xảy ra ở đây là sắt nguyên tử đã tan ra thành muối sắt 2. Và như vậy thì đinh sắt đã mất đi một lượng. Bù vào thì đồng hai cạnh đã bị khử thành đồng bám vào đinh sắt. Cho nên đinh sắt lớp này được bù vào một lượng. Và kết quả của quá trình hòa tan và bù vào đấy thì khối lượng đinh sắt tan 0,8 gram. Đấy là mấu chốt của bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài giải. Đầu tiên, phương trình hóa học xảy ra chúng ta đã viết ở phía trước. Bây giờ gọi sắt phản là amon, đồng sinh theo phương trình là amon. Thế thì như ta phân tích ở phía trên, độ tan 0,8 gram này là do quá trình sắt tan ra một lượng là đồng bù vào một lượng. Thì khi đó độ tan của nó được tính là khối lượng đồng sinh ra trừ khối lượng sắt hòa tan. Mà tương đương là 0,8 độ tan bằng 64A trừ 56A. 64A là khối lượng đồng sinh ra và 56A là khối lượng sắt tan đi. Và từ đó ta tính được A bằng 0,1. Và như vậy ta tính được khối lượng sắt hòa tan là 56 nhân 0,1 là 5,6A. Như vậy đáp án của câu này là đáp án B. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em mạnh khỏe và học tốt. Tạm biệt các em.